Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Q&A số thứ 20. Và số 21 là kết thúc năm nay rồi. Đây là số cuối cùng trước số cuối cùng của năm nay. Tập gần cuối đấy, tập gần cuối rồi đấy. Thì nói chung là chương trình trả lời các câu hỏi của anh em thôi. Vào 7 giờ tối. Vào 7 giờ tối thứ 7 và với 7 câu hỏi anh em ạ. Đấy, rất nhiều số 7 đấy, 87. Thì hôm nay câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ có đó chính là bạn ấy hỏi trong cái màn hình sáp của em ấy. Nhưng mà hôm đấy là em setup với con HKC 34 inch đúng không? 34 inch con rộng đấy. Thì cái đấy nó là chung rồi, nó là kiến thức chung rồi, chỉ là đang làm mẫu chứ. Làm mẫu cho các màn hình ấy thôi, còn là các màn hình làm cũng có các bạn chỉnh cái này cái kia nhưng mà mỗi con màn hình sẽ có những setting khác nhau, nhưng có những cái mục khác nhau để anh em có thể tùy chỉnh được. Con thì dùng núm, con thì dùng nút bấm, con thì setting ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà điểm chung nó vẫn như thế. Đúng rồi, đấy là kiến thức chung rồi nhá. Ví dụ như luôn độ sáng bao nhiêu này, contrast bao nhiêu các thứ kiểu nó là kiến thức chung rồi. Đấy thì anh em phải tự tìm hiểu thôi. Đúng rồi, và anh em ví dụ như anh em dùng anh phải để ý nhá, một vài các màn hình ấy sẽ không cho anh em chỉnh đấy, anh em bật chế độ game mode. Đúng hoặc rồi. Là bật chế độ cân màu anh, hoặc là bật chế độ làm ảnh, bật chế độ phim sẽ không được truy chỉnh, cho nên là bản thân mình luôn dùng user mode. Đấy, anh dùng user mode mới chỉnh được cái đấy nhá. Còn và trước khi sang câu hỏi thứ hai thì có một cái đó chính là chúng mình vẫn đang keep away free chiếc tai nghe Zidli LH1. Đúng rồi nha, chúng mình đang keep away. Đúng. Ultimate nghĩa là tối thượng, cũng như Zidli LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất. Âm thanh vòng 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game. Pin cực trâu lên tới 20 tiếng, sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. HACOM đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này. Tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Tiếp tục câu hỏi thứ hai. Sau đây chúng ta sẽ có câu hỏi về vấn đề bạn hỏi là về giá tiền của một cái laptop Modern 14 với Modern 15. Tại sao 14 lại còn đắt? Rẻ hơn 15, 14 rẻ hơn 15. Họ bảo là nhiều chỗ đắt hơn anh ạ, 14 đắt hơn 15. Thì em nghĩ rằng chắc do cung cầu. Thực ra là bạn phải có hai vấn đề, thứ nhất là còn hàng hay không, có thể em họ clear mã 15 rồi họ bán 14 là chính, là họ clear 14 bán 15 là chính chứ. Vấn đề cung cầu thôi, và anh em nhìn giá với anh em thấy ví dụ bây giờ 15 rẻ 14 thì tội gì không mua 15. Đúng rồi, không mua 15 đâu. Nếu mà các bạn muốn sẵn sàng mua một chiếc laptop to hơn thì ra không mua 15 đâu. Đúng không? Nó sẽ có nhiều khối lượng để tản nhiệt hơn, nó to hơn, nó màn hình lớn hơn, rất nhiều thứ lắm. Nói chung là đấy, cứ mua em nào rẻ hơn thơm thì mua anh em, nói chung là phù hợp với mình thì mua. Đúng rồi. Còn đừng nghĩ quá giá tiền, nó cứ ổn anh em, thấy đủ nhu cầu là mua thôi. Đúng rồi. Sau ví dụ 17 rẻ 15 thì anh em mua 17 thôi có gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Đây là cái vấn đề mà lựa chọn của anh em thôi, ví tiền em có bao nhiêu và anh em đang lựa chọn chỗ nào. Đúng rồi. Em nghĩ rằng là chọn nó cũng không chênh lệch khá nhiều đâu, chắc dưới 1 triệu thôi nhỉ. Đúng rồi. Thì nhiều đâu, cái mẫu đấy là mẫu rẻ tiền mà. Đúng rồi. Rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có là 3. Câu hỏi thứ 3 thì bạn hỏi là xuất HDMI ra khỏi laptop. Đây, xuất HDMI ra khỏi laptop em nghĩ là sẽ tăng hiệu năng. Tại sao? Không, thứ nhất là phải là màn hình cùng với độ phân giải của màn hình chứ không có xuất lên có 4K. Đầu tiên chúng ta chỉ xét đến vấn đề đó chính là màn hình cùng độ phân giải. Đúng rồi, xuất thì em nghĩ rằng sẽ tăng hiệu năng. Bởi vì đơn giản là đa số những chiếc laptop bạn nói này thì em nghĩ rằng những con laptop đấy là những con laptop kiểu cùi một chút chứ nó chưa có Optimus cái kiểu. Và bởi vì ấy, khi xuất lên màn hình của laptop thì nó sẽ phải đi qua các onboard của Intel. Điều đó sẽ khiến cho bị mất một chút về FPS. Và khi mà ra màn hình thì ngoài ấy, thì tức là cổng HDMI đấy là thuộc về cặp màn hình của anh em. Và thế là nó xuất đi qua thẳng luôn, không cần phải có Intel gì cả. Và một cái nữa anh nghĩ đó chính là việc anh em xuất ra là lắp màn hình laptop luôn. Tắt màn hình laptop luôn. Đấy, nên là mát hơn, bớt điện hơn, nên là anh nó sẽ dồn được điện vào cho CPU, cho card. Và thế là hiệu năng cao hơn. Thế nên là mình nghĩ rằng là cái điều đấy khá là đúng, đặc biệt với cả những con laptop kiểu từ thấp ấy, ví dụ như là Gigabyte G5 này, hoặc là những em kiểu Túp này, Túp bao nhiêu em chả nhớ nữa, nhưng nói chung mấy con tầm đấy thì chắc chắn là sẽ như vậy. Đấy. Và anh em lưu ý là tản nhiệt nhá. Xuất ra ngoài thì anh em thổi thẳng quạt vào cho nó mát. Laptop càng mát nó càng mạnh. Khi anh em phải hiểu là khi mà mình dùng luôn, mình sẽ để cái form là form chữ L. Còn khi mà mình dùng màn ngoài là mình sẽ để form chữ A. Đúng rồi. Úp sướng. Nhưng đừng bao giờ để form chữ Y ấy, cập lại đã thôi ấy. Cập lại thôi nhá. Đấy, mình để form chữ A cho đẹp. Rồi, tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ bảo là hỏi về các bộ mở rộng màn hình. Mở rộng màn hình. Cái thì được. Mình hôm đấy là mình thử, anh thử với con Gigabyte con Gigabyte gì? Hôm đấy là Gigabyte G5 thì nó có một cổng HDMI, một cổng Thunderbolt thì xuất ra cả hai phát là xong. Đúng rồi. Và của bạn hình như là không, nhưng mà bạn ấy bảo là con X1 Carbon Gen 3 có một cổng HDMI, có một DisplayPort thì bạn phải chuyển đổi. Không, vì... DisplayPort, à DisplayPort à? Vâng, không phải một HDMI, một DisplayPort thường. Thế chuyển từ DisplayPort sang HDMI rồi cắm trực tiếp thôi, đúng không rồi, vấn đề gì cả. Đấy, thế là bạn có 3 màn hình trên một con máy laptop. Anh em, nhưng mà anh em nhớ xem review kỹ càng trước khi mua nhé. Chứ đừng bảo là mua đẹp hơn, đẹp như cả ba màn không đẹp đâu. Đúng rồi. Mấy con đấy là dùng mấy cái tấm nền của mấy con laptop kiểu tầm trung, tầm thấp thôi, nó không phải là tầm cao cấp. Độ sáng tận 200 nit nhưng mà tổng cả hai màn. Uầy, nhưng mà con đấy thì nó là bắt chước cái Project Naga hay gì của Razer. Sách gì đó của Razer, đó, nhưng Razer làm xịn lắm. Razer là nó thui ra từ giữa con màn kia. Đúng rồi, Razer làm xịn lắm chứ không làm đuôi như mấy anh đâu. Chúng ta là copy lại thôi. Tiếp theo là bạn hỏi về G-Sync. Bạn ấy bảo là màn có Adaptive Sync thì G-Sync có bật được không? Thì cơ bản là hai công nghệ y hệt nhau mà bạn. Chỉ nói chung là nếu mà anh em so với cả G-Sync dạng kiểu có con chip riêng thì không nói nhá. Đúng rồi, không G-Sync kiểu như là ao trình, còn G-Sync bình thường ấy anh em bật thoải mái, nó là một rồi. Nó là G-Sync compatible nhá, bật thoải mái không vấn đề gì cả. Tất cả những cái HDMI DisplayPort, theo như em nhớ là DisplayPort đi kèm với cả cái Adaptive Sync đấy, tức là anh em bật được G-Sync và FreeSync thoải mái. Đấy, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả, không phải lo đâu. Mà nói nhá. Nó là một. Và đến câu hỏi cuối cùng à? Không, câu hỏi thứ gần cuối ạ. Gần cuối. Thứ 6. Bạn thì bằng như bạn chả khóc mà. Bạn chả khóc cái gì chứ HACOM chúng mình vẫn là luôn luôn chả khóc những cái gì trên 2 triệu chả khóc được mà. Chứ tất nhiên là bạn không thể chả khóc được một con chuột 200.000 được nhá. mỗi tháng bạn trả 10.000 đấy. Rồi không có nhá, bắt buộc phải trên 2 triệu nhá. Nói chung các bạn chả khóc được bất cứ một cái gì, bất cứ một cái gì trên 3 triệu anh em chả khóc vào nhá. Trên 3 triệu đấy nhá. Còn dưới 3 triệu thì không làm được hồ sơ chả khóc đâu. Đó. Thì nó cũng chắc là do tại các hãng luôn, các bên luôn, các bên làm trả góp ấy. Đúng rồi, họ tại vì dưới 3 triệu có lẽ ít quá họ không làm. Vâng, giá trị nó ít quá người ta không làm. Nên là họ làm trên 3 triệu. Người ta đòi nợ không đáng lắm thì thôi. Tại vì thực ra là anh em mua trả góp chủ yếu anh em mua trả góp laptop với PC. Vâng, đúng rồi, cái gì to thôi. To, còn mua bé bé chứ con phím tầm triệu thì ai trả góp làm gì. Đúng rồi. Còn phím 1 triệu anh em nhịn ăn mì tôm tầm tháng thừa. Thật là máy tính nhìn được nên trả góp. Thật luôn nhá. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Hỏi bạn là cái câu hỏi này là của cái Undervolt mình vừa làm xong. Bạn bảo là liệu rằng là tiết kiệm điện trên Windows nó có giống Undervolt không? Tiết kiệm trên Windows á? Tiết kiệm điện á, tức là kiểu để better battery life ấy. Cái đấy thì em không thấy nó giống một chút nào ấy. Nó sẽ liên quan một chút đến cái phần ví dụ nó là phần mềm. Tức là nó sẽ nó sẽ vẫn có một chút phần cứng, kiểu là nó sẽ không cho CPU chạy mạnh quá bao nhiêu phần trăm. Tức là nó không cho chạy mạnh quá chứ không phải là nó rút điện xuống. Đúng rồi, nó không phải giảm điện xuống. Tất nhiên hiệu quả nó là giảm điện, nhưng mà nó sẽ đem lại là hậu quả là hiệu năng yếu. Tức là các bạn tưởng tượng nhau là Undervolt thì các bạn vẫn có một con CPU mạnh như thế. Đúng rồi. Nhưng mà giảm điện xuống chút và Intel họ không đồng ý cho chúng ta làm việc đấy. Đúng rồi, không đồng ý cho chúng ta làm việc. Còn việc tiết kiệm điện thì nó sẽ ngăn chặn không cho CPU chạy quá một mức hiệu năng nhất định. Đúng rồi. Đấy. Để cái thứ khác nhá. Một cái thứ là chúng ta đang giống như kiểu là cùng một thằng công nhân thì mình cho nó ăn ít đi nhưng mà nó vẫn làm việc như thế. Còn thằng còn lại là cho ăn ít đi nhưng mà cũng không cho làm việc luôn. Đấy. Thế nên là làm nó ít việc hơn. Điều đó sẽ khiến cho là Undervolt là hiệu quả hơn. Tăng hiệu năng rồi mà. Đúng rồi, tăng hiệu năng, giảm cả nhiệt đấy. Đó. Và đấy vừa rồi là 7 câu hỏi của chúng mình đã qua trong món Q&A số 20 và còn tuần sau thôi là chúng mình sẽ bước qua năm 23. Ui, thời gian nhanh quá. Mấy ngày nào còn 2018. Rồi, thì còn bây giờ xin chào hẹn lại anh em ở số Q&A số 21 là số cuối cùng của năm 2022 và hy vọng rằng lúc đó đã có người chiến thắng chưa thành ngày.